xăm 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 bỏ vô lò quay. Quan đây là hấp chút nữa ra nước đó, mình lấy nước đó mình trộn với cái muối tiêu xanh á. Pha loãng thì mình cũng bánh tráng với rau đó. Thì cái cháo này nó gồm hai thứ. Nó gồm gà với lại hàu, hàu tươi nha, hàu mua chợ sớm mới. Bạn nó ra thành cái bột tép luôn rồi nha. Đó. Thả xuống từ từ nha, cho nó nổi liều bèo lên. Ở trong nó có mỡ nên nó nổi. Bún riêu không thể thiếu ruốc. Bỏ nút vô quậy quậy quậy. Em phải răng hay sao cắt đi. Bỏ miếng mắm ớt nữa nha. Bỏ ớt thiệt nhiều cho cay, thấy chứ mắm ớt đã chưa? Có thử ngon không? Ngon hơn thử em. Vô này ở nhà làm mà bạn. Chất lượng thì tuyệt hảo rồi. Ở trong có nhiều thịt tép béo lắm. Đây mình trổ tài nấu cháo nha các bạn. Thì cái cháo này nó gồm hai thứ. Nó gồm gà với lại hàu, hàu tươi nha, hàu mua chợ sớm mới, trung tâm thành phố Nha Trang luôn. Rất là tươi, có 30.000 ký rồi đó. Vừa có hàu, vừa có gà nữa, thấy chân gà chưa? Đó, đã chưa? Đó, mới nấu xong. Còn cái nồi này thì nó cá. Cá này là cá bè. Cái bè hấp chung với thịt mỡ cho nó béo. Bên trong nữa là trái bắp cho Ruby. Hấp chung nữa ra nước đó, mình lấy nước đó mình trộn với cái muối tiêu xanh á. Cái mình pha loãng thì mình cũng bánh tráng với rau đó. Cá to mà nó chưa chín đâu, nó lâu lắm. Nó chảy nước ra kìa. Chảy ra cho nó chín. Ba chỉ nha, ba chỉ mình đang ướp bọc giấy lại. Ở trên là phết giấm với lại muối. Lục sẵn đi, xong lấy cái nĩa xăm 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 xăm. Hai miếng. Giờ bỏ vô lò quay. Và đây là món sú lơ, sú gì đó. Xào với tôm. Xào phải xanh thiệt xanh vậy nè. Ăn giòn giòn sực sực vậy á. Đỡ ngấy. Thử miếng nha. Rất ngon. Tuyệt vời. Những bún riêu thì không thể thiếu cái tép này. Đó. Tép khô nha, bánh béo. Rồi, xay. Bạn nó ra thành cái bột tép luôn rồi nha. Đó. Đó. Đã chưa? Đổ còn thơm nha. Xay thịt này gồm thịt mỡ, ba chỉ xay thì phải đó, bỏ vô hết hay nữa thôi. Bỏ hết nó. Hết luôn nha. Bây giờ mình xay hành với tiêu. Có tiêu không? Tiêu bỏ đi. Xay hành đó. Hành xay hành với tỏi nha. Bên cạnh mình là đầu bếp đến từ Hàn Quốc. Anh Chi là cô tên là cô Kim Chi, là bên Hàn Quốc á. Hồi trước qua đây thì ba mẹ để tưởng nhớ đất nước Hàn Quốc nên đặt tên là Kim Chi. Đây. Rồi, hành đã xay xong. Bỏ đường, bột tôm, thịt ba chỉ, hành, tiêu, mắm, muối, trứng gà, bóp trộn cho đều, làm cái cục riêu nha. Đó. Đều. Thì trước tiên á, ống riêu thì mình mua sườn á, mình về mình hầm, rồi mình đổ cái nước bọt đi, rồi mình hầm cái nước thứ hai, bỏ củ cải của đồ vô cho nó ngọt nước. Đó. Hôm nay mình là bếp chính nha mẹ.
đó, mình bếp chính, có cô Chi với mẹ mình là bếp phụ đó, mình là chính đó. Thấy sườn đã chưa, hơi nhiều á. Cái bên cạnh là phun đậu, là mình chia miếng to, xong chút nữa mình cắt nhỏ ra, miếng này hơi to, ăn ớn, to quá. Còn cái này thì làm chua ngọt để thủ ăn gì đó. Cái này không phải ăn với bún riêu nha. Đây là rau để ăn bún riêu, gồm giá nè, hành nè, xà lách nè, nên thiếu cái cọng tía tô. Cái tô mắm tôm, bún riêu phải có mắm tôm nha. Là một thau vậy nè, để mà ăn với thịt thà đồ cho đỡ ngấy. Cái này gọi là dưa giá nha. Lửa cái hàng có nấu gì nữa không? Mình gấp đậu ra, xong rồi mình cắt nhỏ rồi mình chiên lại lần nữa cho nó giòn. Cái này chưa giòn nè, tại dưới nó còn mềm mềm. Rồi thêm phát nữa cho nó giòn luôn, rồi mình ra mình cắt đôi ra. Các bạn nấu bún riêu không phải là bỏ cà chua miếng sắt này vô trực tiếp trong nồi nha. Phải sao sao nó sơ sơ đã, nó vẫn còn nguyên chứ không phải nó bấy ra nha. Sao sơ sơ vậy đó cho nó thơm, xong mới bỏ vô cái nồi nước xương. Để còn cục riêu thì bỏ sau cùng nha. Rồi giờ bỏ cục riêu vô luôn nha bạn. Cà chua lên đầu. Cà thâu riêu to đùng, chắc mình nấu nửa thâu các bạn. Cho nó nhiều quá. Điều vậy đó thì là chiêu mại chiên một tiếng cút chiên ăn. Rồi cái nồi nước bây giờ nó ra màu nè, nó có cái màu riêu rồi đó, màu riêu và chua đồ á. Xem nha, ở dưới thì một mớ xương sườn, sườn nha. Quá được nào, lấy to đùng luôn. Các bạn bây giờ là cái phút quyết định nha. Thả cục riêu vô đó. Cái kỹ thuật chỗ này quan trọng là thả cục riêu cho nó tròn, nó đều, nó to, nó đẹp. Chứ đừng có thả chút vô nó bấy nha đó. Miếng cỡ bằng nửa cái muỗng này nha. Cái này nguyên muỗng luôn hả, nó chín nổi không? Xuống từ từ nha, cho nó nổi liều bèo lên. Ở trong nó có mỡ nên nó nổi. Sao rơi được? Mình xem thử miếng đó là sao. Nó nguyên cục nha. Đấy, cục đó là hơi bự chảng á, nó to bằng nửa bàn tay rồi á. Cho nó nổi lên thôi. Nổi lên ở trong đó nó có mỡ có thịt các bạn, nên nó nổi lên ha, nguyên cục luôn thấy không? Đó, nó hơi to, cho lần nửa đó đó gió thôi mẹ. Nửa đó là nó vừa đẹp đó, cỡ đây thôi vừa đẹp. Lên về xong nó sôi rồi mình đưa cái muỗng ra. Rồi bún riêu sườn. Cái riêu này quan trọng nè, có tép rồi trong đó nó có độ béo. Tép với mỡ. Rồi liều đó. Riêu này cũng có gia vị sẵn rồi. Mình bỏ vô trước rồi chút coi nước đồ mặn lạc gì mình đem lần sau cùng cho anh em. Bây giờ nó cũng sai tại cái riêu nó chưa ra cái gia vị hết. Không, bây giờ nước sôi nhanh quá rồi, không bao giờ bề ra được hết à. Đó, bọt nó lên thì chúng mình vớt bọt cái lần cuối nha. Riêu quá đã luôn. Rồi vậy cái này để dưa vài bữa bọc trứng cút rồi trứng đồ chiên. À được thôi. Đó, cái nồi đẹp chưa? Giờ mình bỏ cái khuôn đậu vô. Đó, đậu miếng to vậy là vừa phải, không cần cắt nhỏ nữa, cắt mình cắt đôi hết rồi. Mày cắt thêm nữa. Thích ăn nhỏ nhỏ gì á. Mỏng miếng to trong đó, có cái đó miếng to nó mỏng mà mẹ. Đậu con đậu vô. Còn ai muốn ăn đậu giòn á thì á, để thả sau cùng. Mẹ mình muốn ăn
đậu mềm mềm nên bây giờ thả vô luôn hai cục sườn con đậu đó. Còn đây là cái nồi nha, giờ mình thích gì mình múc đó nha, mình múc sát trước, giờ nước nó sôi thì sôi mình bỏ vô, mình thích ăn con đậu nên bỏ thêm khuyến con đậu nữa. Rồi mình thích riêu các bạn, mình bỏ thêm cục riêu nữa, thành cái tô đặc biệt hai cục riêu đó, đã chưa, hai cục sườn riêu đó, bỏ hành đồ xí rồi lên nè. Giờ mình bỏ hành lá. Tắt là siêu đầu bếp đó, đang bỏ bún vô, nó thấy hoành tráng chưa. À, một tô là 50 ngàn nha bạn. Đậu ăn đậu ướt thì bỏ ở đây, còn ăn đậu khô lấy đây. Chú cứ ăn đậu ướt đậu khô. Đậu khô cho nó giòn đi ha. Đó. Khô cho nó giòn đi. Ruby cho một cục đậu luôn, Ruby thích ăn đậu. Bây giờ đợi nước sôi bỏ vô thôi, hành cũng trụng trước cho nó chín đó mà. Đó. Hai cục gì đó tùy múc bơ chai đó, riêu cà chua bỏ vô đó, đó. Múc ra luôn rồi đó, riêu nha bạn, riêu với một cục xương, một cục xương với lại hai cục riêu luôn. Ồ, cô này đặc biệt nha chú ha. Chỗ này là của ai đây? Của chị. À, chỗ này của chị phải không? Rồi rắc hành lên, có hành luôn rồi. Một tô. Rồi, tô của mình múc luôn. Tô mình hơi khủng nha bạn. À có đầy đủ rồi chị Trúc. Trúc chỉ cần múc nước thôi, đó. Đó, tại vì mình tô mình có riêu, có xương đồ đầy đủ rồi. Đó, hai cục riêu, hai cục xương luôn. Rồi ok. Đã chưa. Rồi tô tiếp theo. Con này có riêu, có con đậu rồi, chưa có xương thôi. Đó. Có cà chua lên. Đã chưa? Một tô là hai cục riêu, một cục xương. Đó, làm phiên tô này. Thịt thôi, không có xương. Đó, riêu. Đó vậy thôi rồi. Ruby chỉ ăn vậy thôi. Ok. Giờ mình tiến hành nha bạn. Trước tiên là bún riêu không thể thiếu ruốc. Bỏ nút vô quậy. Kem phải răng hay sao cắt đi. Bỏ miếng mắm ớt nữa nha. Bỏ ớt thiệt nhiều cho cay, thấy chứ, mắm ớt đã chưa? Chút ăn ớt được không? Đó, nè, chấm ớt nè. Ớt vô đã luôn. Chanh nữa nha. Thêm lô này mà sợ nậu mắm gừng. Rồi. Quá đã. Trộn lên. Giờ mình trước khi mình ấy mình hấp miếng nước coi thử vừa chưa đây nè. Ngon con, ngon Ruby. Dạ ngon. Thôi ăn những cái kia hả? Ăn chục bụng nó. Không, để thay hết đã. Ba. Ăn. Bạn bây giờ chơi cục riêu đầu tiên nha. Thử ngon không? Vô này ở nhà làm mà bạn, chất lượng thì tuyệt hảo rồi, ở trong có nhiều thịt tép béo lắm, nhưng mà không biết sao nó chưa được dính lắm, nhưng mà nó ngon nha. Giờ miếng bún nha, ra mà riêu cứng, riêu vô bột. Ngon, bỏ rau sống nhiều vô nha. Cái này bỏ nóng đi nữa, rau sống ăn nó chín đã nha. Cay. Chơi cục đậu nha. Tại cái nồi nó to quá nên là nước chín nó thôi không nổi. Chơi cục đậu nha bạn. Ruby thích nè. Bạn thấy không? Ruby thích nè. Ruby ngon không con? Ngon. Đã chưa? Có thịt cho em chứ. Riêu được rồi. Thịt nó mà. Quá trời luôn. Ngon con. Ừ.
Còn ăn đi con. Đã chưa bạn? Ừ. Cay rất cay nha. Nhưng mà nó ngon. Ừ. Này mẹ mình là hồi trước bán bún riêu các bạn. Đám buổi sáng á. Gần nhà có điều bán sớm quá dậy không nổi nên là phá sản. Giờ lâu nay làm lại. Cho cái tô thấy mồm nha. Đó, không biết nắng cỡ luôn. Hôm nay bán 5 tô thôi nha bạn. Còn dưa nước xả về mua 4 ăn. Mà rất ngon nha. Cái riêu nó béo khoảng vậy chút. Cô Chi ngon không cô Chi? Ngon hả? Đậu hành nha bạn. Đó đậu hành đắm miếng ruốc rồi. Trời ơi, bây nó ngồi gì còn ba nó cho ta nó ăn. Không sao. Bướm hay đó, đường cho em. Và đây là một cục xương sườn nha. Thử nha, có vẻ mềm rồi đó. Ngon. Ngon đã. Ba. Bún riêu mày nấu. Ngon quá phải không con? Gobi nói ngon nha bạn, Gobi kén ăn lắm á, mà nói ngon giờ nha. Thêm miếng sườn nữa nha. Quá đã luôn. Nó ớt nhiều cho bạn. Nhiều nữa đã. Ớt nè, con chén ruốc có ớt quá trời mà ha. Cay dạ hả ba? Cay dạ lắm. À, cay quá. Cay thì cứ cay, cay với trẻ chơi thì. Rồi. Ruby giới thiệu các bạn đi. Các bạn biết biết kiếp để làm bún riêu ngon không? Để cục riêu á, phải chọn thịt có tỷ lệ mỡ vừa phải, đừng có thịt nhiều quá. Ngon nó không nổi cục riêu. Biết kiếp là gì mẹ? Cái ba chị mà rút xương á. Nó hợp xay. Trong vậy là mua loại cát khô mà là xịn á. Xay thành bột và trùng với thịt nạc đó, với hành với tỏi. Tép khô xay thành bột nha bạn. Tép khô là mắc tiền á, đúng như là rẻ. Tép khô loại mắc tiền á, loại 10.000 ký á. 10.000 10.000 lại. 10.000 lại nha bạn. Ngày qua mua một làm đi bệnh á. Nó mấy người đến 10 người. Cái bạn ăn có một chút buồn mua tôm khô. Chơi miếng riêu nha bạn. Đã giờ được rồi. Đó, đều to đùng luôn. Bu bê sát. Quá béo. Béo, đã, ngon. Xương cho thiệt tươi á. Rồi mình ăn sạch luôn, không còn một cọng nước luôn các bạn. Dữ dội chưa? Cái tô này nó bằng hai tô bình thường á. Ruby cũng ăn sạch luôn nè. Quá dữ luôn. Ngon không con? Ngon. Thôi con bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Chúc các bạn khỏe mạnh. Mà. Hôm nay Ruby cái giọng hơi rè rè nên là cho nghỉ học. Ruby mai khỏe mạnh khỏi đi bác sĩ nha. Dạ. Ừ, các bạn ăn ngon nha. Dạ. Bye bye. Bye bye. Trời ơi, lại sau nha. Ừ, hẹn gặp lại sau nha.